Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta không thể có được một chiếc bánh ngon khi mà nguyên liệu của chúng ta bị ôi thiêu. Và tôi không thể có được một tách trà ngon khi mà nguồn nước của tôi bị ô nhiễm, bị nhiễm mặn, nhiễm phèn. Và xin phép mời anh em uống trà. Trong chơi audio cũng vậy, để cho các thiết bị của chúng ta phun trâu nhả ngọc phát ra những âm thanh trong sạch, thuần khiết thì cái nguồn điện cung cấp cho toàn bộ thiết bị của chúng ta nó phải là nguồn điện đạt tiêu chuẩn, một nguồn điện sạch, nguồn điện lý tưởng. Và không chỉ trong chơi audio, kể cả hệ thống xem phim cũng vậy. Để có được hình ảnh sắc nét thì cái nguồn điện nó quyết định rất là quan trọng. Đặc biệt nó giống như con người chúng ta được ăn những thức ăn sạch thì hiệu suất làm việc sẽ tăng lên và cái tuổi thọ cũng được tăng lên. Chính vì vậy, để tăng tuổi thọ cho cái thiết bị của chúng ta thì chúng ta cần phải cung cấp cho nó một nguồn điện sạch, nguồn điện lý tưởng. Và làm thế nào để có được một nguồn điện lý tưởng và thế nào là nguồn điện lý tưởng, nguồn điện đạt tiêu chuẩn thì xin mời quý vị và các bạn cùng xem hết video này nhé. Đầu tiên, về nguồn điện lý tưởng là nguồn điện phải đáp ứng được là dòng điện đủ dòng và đủ áp. Về điện áp thì nó phải đúng và ổn định. Ổn định về cả tần số và điện áp. Tức là thiết bị của chúng ta dùng ở điện áp 100V như ở Nhật Bản thì đúng 100V, 120V thì đúng 120V và như ở Việt Nam là 220V và tần số là 50 Hz. Thế nhưng thực tế là các thiết bị của chúng ta đang có thể sử dụng những cái điện áp như là 223, 228 hoặc thấp hơn 115. Và tần số có thể là 48 hoặc 49 Hz cũng hoạt động bình thường. Bởi vì những cái đó nó thuộc cái dung sai, cái sai số cho phép. Nên là các thiết bị nói chung là vẫn hoạt động được bình thường. Thế nhưng cái hiệu suất của nó sẽ không được cao và nó sẽ ảnh hưởng đến cả cái tuổi thọ của thiết bị của chúng ta. Và tiếp theo, ngoài về ổn định và đúng về tần số, về điện áp ra thì nó phải đáp ứng một cái yêu cầu đó là dòng điện liên tục và tức thời, liên tục ngay cả khi công suất khai thác lớn, đồng nghĩa việc là cái nội trở phải thấp. Chúng ta phải hiểu là để truyền một tín hiệu ngắn, ví dụ như là tiếng ngân của piano hay là một tiếng bát thì âm ly phải dùng tới một dòng điện từ 20 cho đến 60 ampe trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, 1/1000 giây, tức là tầm 2 mili giây. Nếu như nguồn điện của chúng ta yếu thì ngay lập tức sẽ bị sụt dòng và như vậy tiếng bát nó sẽ bị nhòe và nó ảnh hưởng đến toàn bộ cái giải âm của chúng ta. Nội trở càng lớn thì sụt càng lớn anh em nhé. Và công suất của âm ly thì thông thường nó sẽ khoảng bằng hoặc tối thiểu là bằng hoặc là lớn hơn công suất của loa để nó kiểm soát cái dao động của loa được tốt hơn. Và chưa kể là cái nguồn điện cung cấp cho âm ly nó bị tiêu hao, nó không phải là chuyển hóa hết, nó vẫn bị tiêu hao, đặc biệt là những cái âm ly sử dụng mạch class AB chẳng hạn. Và ngoài hai cái yếu tố tôi vừa nêu trên, tức là đủ dòng và đủ áp ra thì nguồn điện lý tưởng phải là nguồn điện sạch, quý vị và các bạn nhé, phải là nguồn điện sạch. Dòng điện xoay chiều thì thường có dạng hình sin đúng tần số, đúng hình dạng, không bị méo, không bị nhiễu do các cái sóng cao tần, sóng điện từ. Và các nhiễu ồn này nó không trực tiếp ảnh hưởng đến đường truyền của chúng ta, thế nhưng nó sẽ gián tiếp làm gián đoạn cái đường truyền điện và khi dùng chung một nguồn điện thì các thiết bị nó có xu hướng là nó sẽ truyền nhiễu cho nhau. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có những thiết bị lọc điện sạch. Lọc điện ở đây là để lọc những cái nhiễu ồn, những cái tần số cao, tần số sóng điện từ, chứ không phải điện của chúng ta bị nhiễm đá vôi như một số anh em comment trêu đùa tôi. Và thực tế thì ở Việt Nam cái hệ thống điện của chúng ta nó chưa được ổn định và cái hiệu điện thế nó không đạt tới 220V, thậm chí là lên lên xuống đột ngột và cùng với đó là bị nhiễu điện từ và các loại nhiễu cao tần. Chính vì vậy mà cái nguồn điện chúng ta đang sử dụng đó là nguồn điện bẩn. Và rất là nhiều cách mà những người chơi audio thường
sáng chế cũng như là có đủ các cách để có được nguồn điện sạch, thì sau đây tôi sẽ nói một số cái phương án để quý vị và bạn có thể lựa chọn cho mình một phương án nó tối ưu nhất để cung cấp cho cái thiết bị của chúng ta một nguồn điện đạt tiêu chuẩn, nguồn điện lý tưởng nhá. Và cái cách đầu tiên là phải kể đến đó là thiết bị biến áp cách ly. Biến áp cách ly thì tôi đã có giới thiệu rất là nhiều rồi, rất rất nhiều. Biến áp cách ly chúng ta nghe cái tên tức là cách ly nguồn điện. Bản chất của nó sử dụng hai cái cuộn sơ cấp và thứ cấp độc lập về về điện. Đấy. Chính vì vậy nó cách ly được cái nguồn điện và nó giúp xử lý cái vấn đề mà dò điện ra vỏ máy và xử được vấn đề bị nhiễu do các thiết bị nó bị nhiễu quẩn ở trên vỏ máy và do cái vòng lập tiếp đất các thiết bị nó gây ra. Ngoài ra nó có một cái vai trò hết sức là quan trọng, và đây cũng là cái vai trò vô cùng quan trọng của biến áp cách ly, đó chính là do cái cấu tạo của biến áp cách ly nó được cấu tạo bởi các cái cuộn dây, và trong cái môi trường và xung quanh cái môi trường các cuộn dây còn nó có các cảm kháng từ rất là mạnh, và chính những cái môi trường cảm kháng này nó là kẻ thù của các sóng cao tần, và vô hình chung nó lọc cho cái dòng điện rất là sạch, đặc biệt là các sóng cao tần. Và có những cái thiết bị ổ cắm lọc điện hiện nay họ cũng sử dụng cái phương pháp giống như biến áp cách ly, là thứ nhất nó vừa lọc điện sạch, thứ hai là nó vừa an toàn cho người sử dụng, tức là nó chống giật, nó cách ly về mặt điện. Và một cái cách thứ hai có lẽ là khá là đắt đỏ và ít người sử dụng đến, đó là cách máy phát lại điện, hay có thể chúng ta hiểu là tái tạo một nguồn điện mới. Sẽ có một máy phát điện sẽ chuyển hóa điện lưới xoay chiều về một chiều, và trong quá trình đó nó loại bỏ nhiễu, và sau khi chuyển một chiều lại chuyển tiếp về dòng điện xoay chiều trong một mạch kín, và tất nhiên cái nguồn điện mới sinh ra nó sạch về điện. Đấy, nó sẽ ổn định. Cách này thì sẽ ít người chơi chúng ta sử dụng đến bởi nó khá là tốn kém. Và có một cái cách thứ ba tôi nghĩ là nó đơn giản và hiệu quả hơn cả, đó là việc đấu tiếp địa. Đây là cách rất là hiệu quả và chúng ta thường tập trung nhiễu vào một điểm sau đó xả nhiễu xuống đất nhá. Và nếu như chúng ta sử dụng biến áp cách ly này, ổ cắm lọc điện thì tốt nhất là lên đấu tiếp địa. Và ngoài ra còn có một số các cái thiết bị nó tạo ra môi trường giả lập, mặt đất giả lập để nó hút và xử lý nhiễu ở trên các thiết bị đó nhá. Thiết bị đó thì khá là đắt, tức là nó tạo ra một môi trường mặt đất giả lập để hút và xử lý nhiễu ngay ở trên thiết bị đó. Còn nếu như đơn giản chúng ta chỉ cần đóng một cái đinh xuống đất hoặc là đóng sâu vào lõi sắt ở cọc bê tông và sau đó đấu một cái dây để xả nhiễu xuống đó. Đấy là cách đơn giản nhất mà đa số anh em đều sử dụng. Và một cái cách thứ hai và tôi bày cho quý vị và các bạn, đó là chúng ta sử dụng một đường dây riêng cho hệ thống âm thanh. Cách này thì hơi tốn kém một chút, tức là điện sinh hoạt riêng một đường và điện dành cho hệ thống audio một đường. Và như vậy là có một số cách tôi vừa bày cho quý vị và các bạn. Và nếu như quý vị và các bạn có bất cứ ý kiến đóng góp cũng như là thắc mắc gì, quý vị hãy thẳng thắn để lại bình luận ở phía dưới thì tôi sẽ giải đáp cũng như là góp ý của quý vị và các bạn trong khả năng có thể. Và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.